Xin kính chào quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc, miền Bắc, miền Nam và miền Trung Việt Nam. Một lời chào thân ái. Và xin chào một buổi sáng an lành, hạnh phúc. Hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 2020. Tôi là Thiện, đến từ xưởng khuôn mẫu bê tông Minh Thiên, trú tại thôn Giác Trung, xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Video trước của chúng tôi là tôi đã giới thiệu cho các bạn các loại mẫu để các loại mẫu mà bán chạy nhất trên thị trường là khuôn hàng rào. Thế hôm nay thì tôi xin giới thiệu loại khuôn khác nữa. Thì trong đó có khuôn hàng rào, à xin lỗi, khuôn hàng rào tôi đã giới thiệu video trước rồi. Sau đây là tôi giới thiệu với các bạn một loại khuôn lan can. Thì trong đó có lan can của nhà sàn, lan can của nhà biệt thự và lan can của nhà vườn, lan can của nhà ống. Thì thứ nhất là lan can của nhà sàn hoặc là nhà cổ thì họ làm bằng cái con tiện chữ S. Cái khuôn này là bản chất từ ngày xưa là mình làm bằng gỗ, con tiện song cầu thang bằng chữ S ấy, thì bản chất đầu tiên là làm bằng gỗ. Nhưng bây giờ thì nhờ được sự thông minh và sáng tạo của con người mà gỗ nó lại mai mốt đi, thì chúng tôi là đã cho ra đời một loại khuôn con tiện bằng xi măng thay thế cho gỗ. Mà chất liệu thì quý vị biết đấy, đã nói bê tông cốt thép thì chắc chắn là nó sẽ bền hơn gỗ rất nhiều và chắc. Đấy, đây là con tiện cầu thang nhé, để thì họ hay làm cho nhà sàn và nhà cổ, nhà vườn hoặc là các nhà thờ. Đấy, thì họ hay làm con tiện cầu thang này. Thế cầu thang ở mình đây thì thứ nhất là cầu thang ngoài trời. Cầu thang ngoài trời thì sơn giả gỗ, hình thức thì nó sẽ giống hệt như gỗ luôn. Đấy, cầu thang ngoài trời là làm tất bằng con song cầu thang này. Độ bền thì nó là vĩnh cửu rồi. Đấy, các bạn có thể lưu ý cho chúng tôi về khuôn lan can nhé. Đây là cái trụ của nó, có hai mẫu trụ. Cái trụ này là đổ tắt bằng xi măng. Cái khuôn này thì quy trình đổ của nó thì cực kỳ dễ đổ, nó có hai mảnh các bạn nhé. Ghép hai mảnh khuôn vào với nhau xong ta đó, sau đó là ta lộn ngược cái khuôn này lên, ta đổ vữa vào đấy, 40 và 50 và cho sắt vào đấy. Đấy, to quá. Xong sau đó là ngày mai nó chết đi, xì đi thì chúng ta sẽ được một cái trụ. Trụ này là trụ tiện bằng gỗ. Nhưng bây giờ là làm giả gỗ nó sẽ rất đẹp và hình thức nó sẽ y như gỗ luôn. Đấy là con tiện lan can của nhà sàn hoặc là lan can cầu thang ngoài trời hoặc là nhà vườn, nhà cổ. Đấy, thì họ hay làm con song này các bạn nhé. Thế còn là con song để làm cho biệt thự thì thường là người dân Việt Nam mình hay làm con song đây ạ. Đây, con song này là con song lục bình. Đây là con song này là thường hay làm cho nhà cổ, nhà kiến trúc Pháp và họ hay làm con này. Đấy, hoặc là nhà vườn thì họ hay làm con song đấy, con song đấy và một loại con song đây nữa. Đấy, những nhà ống hay dùng con song này. Khuôn này thì cực kỳ bóng và đẹp, dễ sản xuất, dễ làm, dễ lắp ghép, dễ vệ sinh. Đấy, đấy là hai loại khuôn con song để
làm cho phụ thuộc vào từng loại nhà. Đây thì cũng có một số con song nữa, nhưng mà đây ạ. Đây sẽ là cái con song để chúng ta đổ trực tiếp. Thế khi chúng ta con song này là đổ trực tiếp tại công trình, tức là không phải lắp ghép về nối nữa. Khuôn con tiện này là nó có máng. Đấy. Tức là nó có xà trên xà dưới. Nếu mà làm được như thế này thì không có gì bằng. Là vì nó bê tông nó chắc, đổ liền. Vậy trên này là cái máng của nó nhá. Đấy, cái chỗ này là chỗ đổ vữa. Tức là xà ngang này sẽ nối liền hết, không phải nối. Nếu mà làm rời như thế kia thì chúng ta phải lắp ghép, thì cái độ bền và độ chắc của nó thì sẽ không thể bằng cái này được. Nhưng mà làm này thì nó hơi tốn công, nó tốn mất công đổ tại công trình, sau đó lại đến công trình để mà tháo bỏ cái khuôn này ra. Thì quy trình đổ và quy trình tháo thì nó rất dễ, nhưng chỉ có điều là phải mất công đi tận công trường, chứ không sản xuất tại xưởng được. Mà nếu có sản xuất tại xưởng thì nó cũng lâu công. Nhưng mà về độ bền thì gia đình sử dụng thì nó là cực kỳ chắc chắn. Đấy, đây là có hai loại. Thế là vậy là đã giới thiệu được bốn loại con tiện để cho các bạn tìm hiểu và nghiên cứu. Đấy, tạm thời bốn loại con tiện này. Và đây là một loại khuôn sắt để mà đóng thủ công nữa. Đấy các bạn nhé. Cái khuôn này là ngày xưa là chúng tôi chuyên đóng thủ công. Đấy. Khuôn sắt này là đóng vừa ẩm. Vừa ẩm và các bạn sẽ dỡ ra liên tục được. Đấy. Một ngày có thể làm được hàng trăm con một ngày. Đây các bạn nhé. Đấy. Cái khuôn sắt này là phải gia công thủ công đó. Khuôn bằng sắt đây nhé. Ngày xưa thì còn làm con song này thôi, nhưng bây giờ một số công trình họ vẫn làm con song này. Con song này thì rất kinh tế, đổ nhanh, sản xuất nhanh, lắp ghép cũng nhanh. Tạm thời là đến đây là tôi đã giới thiệu về các loại con song lan can. Thì quý vị và các bạn quan tâm thì hãy bấm nút đăng ký. Bấm nút đăng ký nhé. Để tôi để xem video tiếp, để tôi giới thiệu tiếp về loại khuôn tiếp nữa. Vì là do là thời gian là nó cũng có hạn. Nếu ta giới thiệu một lúc mà các loại khuôn tất một lúc thì thứ nhất là cũng sẽ chưa quay hết được. Và các bạn cũng có thể là còn chưa xem hết được, thì các bạn nên bấm nút đăng ký để xem tiếp một video tiếp tới, để tôi sẽ giới thiệu tiếp. Video tiếp là tôi sẽ giới thiệu về hoa văn, các loại hoa văn trang trí các bạn nhé. Các bạn nhớ gọi cho chúng tôi vào hai số điện thoại 0981 441 808 và 033 300 1190. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn nhé. Xin chào ạ.